Those are the top economic highlights for 2019, as this is the first episode of BizLine for the Lunar New Year. Our crosstalk this week will discuss how the recently approved Taibing Economic Zone impact the socio-economic development of the province in 2020 and the following years. Stay tuned. Last October, Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc approved the Taibing Economic Zone Master Plan in the northern province of Taibing until 2040, with plans for 2050. The Taibing Economic Zone will be a complex and multidisciplinary economic zone that will meet the socio-economic development needs of Taibing and also the northern coastal region. How will the Taibing Economic Zone open up the province's socio-economic development potential? And what policies will be implemented to attract investment into the economic zone? We will find out in this week's BizLine program. But now let's take a look at Taibing Economic Zone's development in the following clip. The Taibing Economic Zone consists of 30 communes and one town in the two coastal districts of Taitui and Tianhai in Taibing Province. The Economic Zone was established with the aim of maximizing the area's natural advantages and geographic position in connecting trade and services with neighboring localities. Taibing Province had prioritized the development of the Economic Zone's infrastructure, specifically with a 45-kilometer-long coastal highway, which is an important investment project, and began construction in early 2019. Khi mà hoàn chỉnh thì từ tuyến đường này mà kết nối sang Hải Phòng đi cảng nước sâu Lạch Huyện thì chỉ mất có khoảng 50 km và đi sân bay Cát Bi là chỉ khoảng 30 km, tức là rất thuận lợi trong cái việc phát triển các cái hình thức vận tải khác. Toàn bộ các cái tuyến đường quốc lộ qua cái địa bàn này thì đều đã được cải tạo nâng cấp theo đúng quy hoạch thì sẽ phục vụ phát triển rất tốt cho cái việc phát triển kinh tế. In addition to infrastructure construction and development, the Taibing Economic Zone is also expected to create a multi-sector economic zone that prioritizes industries that take advantage of the region's potential. Trước hết là sẽ tập trung cao vào cái việc thu hút cho phát triển công nghiệp. Thế và trong phát triển công nghiệp thì sẽ ưu tiên hàng đầu cho các cái nhà đầu tư có quy mô lớn, có dự án có quy mô lớn. Thế rồi nhà đầu tư mà tiềm năng, có cái trình độ công nghệ cao, có cái thân thiện với môi trường và đặc biệt là tạo ra cái giá trị gia tăng cao trong quá trình mà sản xuất. With quality investment in infrastructure and good development plans, the Taibing Economic Zone is expected to attract businesses seeking investment opportunities in Taibing Province and the Red River Delta region. Tôi nghĩ rằng khu kinh tế Thái Bình trong tương lai chắc chắn là với cái hạ tầng, với lại cái nền đổi mới của Ủy ban nhân dân tỉnh mà cái sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư cho khu kinh tế Thái Bình như năm 2019 vừa qua và chuẩn bị đầu tư cho những năm tiếp theo thì tôi nghĩ rằng là những cái cơ hội để cho tất cả các nhà đầu tư tập trung và chắc chắn là sẽ phát triển tốt. Taibing is building incentives, mechanisms and policies to attract investors and business investment in the Taibing Economic Zone. The Economic Zone will become a comprehensive multi-sector zone that will create breakthroughs for the economic development of the province. We sat down with Chairman of Taibing Provincial People's Committee, Mr. Đặng Trọng Thăng, to further discuss the topic. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình. Xin ông có thể cho biết được những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong năm 2019 và việc phát triển khu kinh tế Thái Bình thì nó sẽ gắn kết như thế nào với trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới? Có thể nói năm 2019, Thái Bình chúng tôi đã giành được những kết quả rất là đáng phấn khởi về các lĩnh vực kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Trong đó thì về kinh tế thì chúng tôi vẫn duy trì được cái đà tăng trưởng khá, là năm thứ tư liên tiếp là đạt tăng trưởng hai con số. Thế và cái cơ cấu kinh tế thì đã có sự chuyển dịch rất là tích cực. Trong đó thì tỷ trọng nông nghiệp của chúng tôi bây giờ chỉ còn có 22,5%. Thế còn là công nghiệp, dịch vụ và xây dựng thì đã lên đến gần 78%. Cùng với lại cái sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thì về các cái khu cụm công nghiệp thì cũng đã có rất nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước quan tâm. Chúng tôi cũng đã thu hút được các nhà đầu tư chiến lược, ví dụ như là tập đoàn Thaco Trường Hải, thế rồi là tập đoàn FLC
hay là tập đoàn TH thì những đơn vị đó đã vào nghiên cứu. Ngoài ra thì cũng rất nhiều nhà doanh nghiệp trong nước đã vào đầu tư. Bên cạnh đó thì năm 2019 chúng tôi cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái quy hoạch khu kinh tế Thái Bình. Thì khu kinh tế Thái Bình sẽ là cái khu mà quyết định cái sự phát triển của tỉnh Thái Bình. Bởi vì khu kinh tế là cái khu mà nó kết nối giữa các cái địa phương trọng điểm kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là đối với Hải Phòng, Quảng Ninh. Đấy, khu kinh tế Thái Bình của chúng tôi thì cách cái cảng huyện Lạch Huyện của nước sâu của Hải Phòng là có 30 km và cách sân bay Cát Bi có 30 km. Cái nữa là trong khu kinh tế của chúng tôi thì chúng tôi quy hoạch rất nhiều khu chức năng. Trong đó thì có khu đất dự trữ phát triển công nghiệp khoảng hơn 8.000 ha, rồi khu đất dành cho dịch vụ thương mại. Thì hiện nay chúng tôi mới có khoảng độ hơn 1.000 ha đất công nghiệp, nhưng mà cái tỷ trọng công nghiệp đã chiếm lên gần 50%. Thì nếu như trong thời gian tới mà các nhà đầu tư vào đầu tư trong khu kinh tế với cái diện tích khu công nghiệp khoảng 8.000 ha thì nó sẽ tạo ra cái sự phát triển vượt bậc của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Sau khi tổ chức công bố quy hoạch khu kinh tế thì tỉnh Thái Bình đã có những bước đi như thế nào để có thể phát triển được khu kinh tế Thái Bình? Chúng tôi đã triển khai công bố quy hoạch. Thế và trên cơ sở đó thì đang triển khai việc cắm mốc và cho quy hoạch các cái phân khu chức năng trong khu kinh tế. Thì hiện nay chúng tôi đã có quy hoạch khoảng độ hơn 8.000 ha đất công nghiệp. Thế và sau khi công bố quy hoạch thì đã có rất nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đến đặt vấn đề liên hệ để xin được tài trợ và hỗ trợ tỉnh làm cái quy hoạch các khu chức năng đó. Hiện nay thì chúng tôi đã tiếp nhận rất nhiều nhà đầu tư và có thể khẳng định rằng hiện nay là các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã sẵn sàng đầu tư cho khu kinh tế Thái Bình. Và chúng tôi hy vọng là với cái đà này thì cái nhiệm kỳ tới này và đặc biệt là năm 2020 sẽ là cái năm bùng nổ đối với các nhà đầu tư đến tỉnh Thái Bình để mà đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình nói chung và các khu công nghiệp ở trong khu kinh tế nói riêng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế thì việc bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển trong khu vực cũng là một trọng tâm trong việc phát triển khu kinh tế Thái Bình. Vậy thì tỉnh Thái Bình đã có những định hướng ra sao để chúng ta có thể phát triển kinh tế đi đôi với cả việc bảo tồn hệ sinh thái biển? Chúng tôi là một tỉnh ven biển. Thì hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy là hai huyện ven biển với gần 54 km bờ biển. Thì khu kinh tế Thái Bình là nằm trọn ở hai cái huyện này. Thế và điều đặc biệt là ở huyện Thái Thụy chúng tôi ở xã Thị Trường là có một cái khu rừng ngập mặn thuộc cái khu bảo tồn đặc biệt của quốc gia. Thế và hiện nay thì Bộ Tài nguyên Môi trường đã thống nhất với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là duy trì và bảo tồn cái rừng, cái khu sinh thái rừng ngập mặn đấy, của Thị Trường. Thế và chúng tôi cũng tiếp tục duy trì cái khu sinh thái của huyện Tiền Hải. Như vậy là dọc khu kinh tế này chúng tôi có hai cái khu. Đấy, hai cái khu này là hai khu mà chúng tôi giữ nguyên vẹn cái diện tích của nó hiện nay. Thế và trên cơ sở thỏa thuận được với Bộ Tài nguyên Môi trường thì chúng tôi sẽ biến cái nơi này thành một cái khu dự trữ sinh thái. Thế và dự kiến là sau này nó sẽ trở thành một cái khu mà có thể là phát triển du lịch sinh thái được. Đấy, và chắc chắn cái khu này nó sẽ là một cái khu mà vừa là bảo vệ trước cái sự biến đổi của khí hậu nước biển dâng, đồng thời là tạo ra một cái khu đệm sinh thái để mà giữ gìn cái cảnh quan môi trường ở đây. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng còn có cái bãi biển Đồng Châu và khu du lịch Cồn Vành. Đấy, thì chúng tôi cũng đã quy hoạch và đưa Cồn Vành trở thành một cái điểm du lịch. Đấy, và chúng tôi có cùng với lại các cái khu du lịch sinh thái như vậy thì tất cả các cái di tích văn hóa mà trước đây ông cha đã để lại thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì làm thế nào đấy để mà khi phát triển công nghiệp, phát triển đô thị thì nó không ảnh hưởng đến cái truyền thống văn hóa của đồng bằng sông nói chung và của cái vùng ven biển của tỉnh Thái Bình nói riêng. Và chúng tôi tin chắc là chúng tôi sẽ bảo tồn được những giá trị văn hóa này. Thái Thụy District's total mangrove area is over 2,500 hectares, making up 9.36% of the natural land area. Recognizing the importance of mangroves area for economic, social development and national defense, in recent years, Thái Thụy District has effectively implemented a number of afforestation projects and promoted awareness among local residents about the importance of the preservation and development of mangrove forests. Thái Bình là thực hiện hàng loạt các cái biện pháp. Trong đó là chúng tôi thấy là cái biện pháp quan trọng nhất là cái công tác thông tin tuyên truyền để toàn bộ người dân ở trong tỉnh nói chung cũng như là cái người dân ở vùng ven biển hiểu được cái vai trò to lớn của rừng ngập mặn. Trước đây là Ủy ban Nhân dân các xã ven biển là trực tiếp bảo vệ rừng thông qua việc thành lập các cái tổ bảo vệ rừng. Thế và sau này thì một số những cái Ủy ban Nhân dân các xã là chuyển sang khoán cái diện tích bảo vệ rừng này cho các cái hộ gia đình. Các cái biện pháp như vậy thì
cũng giúp cho cái việc bảo vệ tốt cái diện tích rừng hiện có. Located in the coastal region of the economic zone, Thái Thụy District understands that this is a favorable condition for the province to develop coastal economic development combined with wetland ecotourism. Thái Thụy rất là quan tâm đến phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ khu vực sinh thái biển với 27 cây số bờ biển với rừng hệ thống rừng ngập mặn mà là trong những khu sinh quyển thế giới. Thế cho nên là cái việc là bảo đảm bảo vệ hệ sinh thái rất là nghiêm ngặt. Nhưng mà làm sao lại cũng phát triển được cái kinh tế xã hội của huyện và đặc biệt là du lịch. With the goal of turning tourism into a key economic sector of the province, Thái Bình will focus on investing in tourism infrastructure and training human resources to attract investors to the eco-tourism sector. Một số những cơ chế chính sách như đầu tư cơ sở hạ tầng, đấu nối kết nối đường vào các khu du lịch, tạo cơ chế chính sách thu hút cho các nhà đầu tư để vào đầu tư vào trong khu du lịch. Qua đó nó cũng sẽ kết hợp những cái mô hình về phát triển kinh tế biển để nó tạo ra một cái không gian khép kín và tạo ra một cái sự gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế cũng như là phát triển với du lịch. The development of ecotourism for wetland areas is in line with the economic development orientation of Taibing Province. This is also an opportunity for the two coastal districts of Thái Thụy and Tiền Hải to grow and thrive economically in the future. Vậy thì cái khu kinh tế Thái Bình thì đóng vai trò gì trong việc kết nối với các địa bàn lân cận giúp tỉnh Thái Bình ngày càng phát triển vững chắc hơn trong thời gian tới? Có thể nói rằng là khi mà khu kinh tế ra đời thì chúng tôi cũng cho rằng là cái thời điểm này là nó rất là thuận với Thái Bình. Bởi vì là các cái vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc như là Hải Phòng, Quảng Ninh hay là Hải Dương, Hưng Yên ấy, thì hiện nay là các cái doanh nghiệp vào đầu tư cũng rất là nhiều. Thế và chắc chắn là cái cạnh tranh và cái chi phí cho cái sản xuất ở khu vực nó sẽ tăng cao. Thế cho nên là khi mà cái khu kinh tế của chúng tôi hình thành thì nó sẽ là một cái thế mạnh để mà tận dụng được cái, các cái doanh nghiệp mà khi mà người ta đã đầu tư ở những nơi khác mà nó cái chi phí nó tăng cao, nó làm ảnh hưởng đến cái lợi nhuận thì các nhà doanh nghiệp sẽ về đây. Và như vậy là nó sẽ tạo ra được cái sự kết nối giữa các doanh nghiệp mà đã đầu tư ở các cái khu vực kinh tế kia với lại cái khu kinh tế Thái Bình. Rất nhiều nhà doanh nghiệp đầu tư ở các khu kinh tế của Hải Phòng rồi của Hải Dương đã sang tìm hiểu tại Thái Bình. Đấy, và như vậy là chúng tôi tin tưởng là cái khu kinh tế Thái Bình nó sẽ là một cái vùng kết nối không thể tách rời được với lại cái nhà đầu tư ở các cái địa bàn, đặc biệt là Hải Phòng đấy, và ở Hải Dương và các tỉnh lân cận ở đây. Đấy, và như vậy là nó sẽ tháo gỡ được cái phần mà liên quan đến những cái chi phí về sản xuất, chi phí về lao động và đặc biệt là cái việc mà liên quan đến cái thuận lợi trong giao thông khi đường ven biển thì chúng tôi kết nối lên. Đấy, thì cái chi phí vận chuyển dành cho các doanh nghiệp này là nó sẽ giảm bớt đi. Đấy, thì như vậy là nó sẽ đóng vai trò, chúng tôi nghĩ là nó chưa phải là trung tâm nhưng nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là thu hút các cái doanh nghiệp hiện nay đang quan tâm đến cái vùng đồng bằng sông Hồng ở đây. Phát triển giao thông đường biển và phát triển giao thông đường bộ thì sẽ đóng vai trò gì trong chiến lược phát triển khu kinh tế Thái Bình? Cái đầu tư cơ sở hạ tầng thì bao giờ cũng là một vấn đề mấu chốt cho cái sự phát triển. Thì khi mà chúng tôi làm khu vực khu kinh tế thì Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho chúng tôi làm cái đường ven biển. Đường ven biển này sẽ kết nối từ Thanh Hóa, Ninh Bình, rồi là Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Thì như vậy là cái giao thông kết nối này nó sẽ quyết định đến cái sự phát triển của khu kinh tế. Bên cạnh đó thì hiện nay chúng tôi cũng đang đề xuất với lại Thủ tướng Chính phủ cho phép chúng tôi đầu tư một cái tuyến đường từ thành phố đi Cầu Nghìn song song với tuyến quốc lộ 10. Thế và chúng tôi cũng sẽ đấu nối cái đường Thái Bình Hà Nam xuống cái đường ven biển. Thì cái giao thông kết nối này nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc lưu thông hàng hóa. Và đặc biệt là các doanh nghiệp khi mà cái giao thông nó không vướng mắc nữa thì người ta sẽ cảm thấy nó thuận tiện hơn trong cái việc mà vào đầu tư. Thế rồi là kể cả cái sau này cái dịch vụ đấy nó đáp ứng được. Đấy, thì nó sẽ góp phần cho cái thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư ở đây. With its numerous advantages, Taibing is focusing all of its resources on promoting the development of the Taibing Economic Zone, with special attention being paid to attracting investment through preferential mechanisms and policies. Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đang cùng với các sở ngành tham mưu cho tỉnh cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho các nhà đầu tư khi vào khu kinh tế này. Ví dụ như là cơ chế về cái việc mà miễn tiền thuê đất những năm đầu.
thế rồi là miễn tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, thế rồi là hỗ trợ cái tiền san đắp mặt bằng, thế rồi là cái kinh phí giải phóng mặt bằng. Cơ chế chính sách này đang trong các cái bước thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. These special preferential policies have created a number of favorable conditions that will allow enterprises to implement investment projects in the Tiền Hải Industrial Park located in the Thái Bình Economic Zone. Rất là may mắn là chúng tôi cũng là những người đầu tư mở rộng nên là được Ủy ban nhân tỉnh rất là quan tâm, được giao đất sạch và miễn cái tiền thuê đất, miễn thuế đất trong vòng 5 năm, đặc biệt là dự án đầu tư mới ấy, thì cái chính sách miễn thuế thì rất là dễ chịu. Có thể nói rằng là bất cứ một doanh nghiệp nào, dù là nhỏ, siêu nhỏ hoặc là lớn, vào đến khu công nghiệp Tiền Hải thì đều phát triển rất rực rỡ. Hiện nay thì chúng tôi thống kê được có khoảng trên chục doanh nghiệp đầu tư, đăng ký đầu tư vào các cái khu kinh doanh, các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Theo dự kiến là như một số khu công nghiệp thì tiến độ giải phóng bằng dự kiến là cuối năm 2020 và 2021, và kế hoạch là theo tiến độ khoảng đến 2025 thì toàn bộ cái khu công nghiệp ở trong khu kinh tế là được đầu tư. Thái Bình's current preferential policies are providing the momentum needed for investors and the province to build a multi-sector and multidisciplinary economic zone. From there, the marine economy will gradually develop into a key economic sector and create breakthroughs for the socio-economic development of Thái Bình province. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái diện mạo của khu kinh tế Thái Bình hiện nay và trong tương lai khi mà khu kinh tế đã trở thành hiện thực? Hiện nay thì chúng tôi mới đang làm quy hoạch. Thế sau đó thì sẽ thu hút các nhà đầu tư hạ tầng. Thế và sau đó thì sẽ kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào. Thì lúc ấy là cái lúc mà nó sẽ làm thay đổi bộ mặt của cái khu kinh tế này. Thì như vậy là chúng ta phải chờ đợi trong vòng khoảng độ, tôi nghĩ trong khoảng 3 đến 5 năm nữa. Thì chắc chắn là cái khu kinh tế nó sẽ được thay đổi. Thì cái thay đổi đây tôi nghĩ cái thay đổi lớn nhất là cái thay đổi liên quan đến cái sự phát triển về công nghiệp. Cái thay đổi thứ hai, lớn thứ hai là thay đổi liên quan đến cái kết cấu hạ tầng giao thông và các cái hạ tầng kinh tế xã hội khác. Thì trong đó là cái hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa các cái khu chức năng của khu kinh tế sẽ được hình thành. Thế và cái thay đổi thứ ba là thay đổi liên quan đến cái hệ thống các cái khu đô thị, dịch vụ, phục vụ cho các nhà đầu tư cũng như là phục vụ cho người dân. Thì như vậy là nó sẽ tạo ra cái sự thay đổi, tôi nghĩ là thay đổi cơ bản về bộ mặt của khu kinh tế Thái Bình hiện nay. Đấy, và trong phát triển các khu công nghiệp thì chúng tôi học tập cái mô hình của các cái tập đoàn lớn hiện nay, ví dụ như là tập đoàn Sembcorp của Singapore. Đấy, người ta dành một cái diện tích rất lớn cho trồng cây xanh ở ngay trong nhà máy và ngay trên các tuyến đường ở trong khu kinh tế. Đấy, thì như vậy là chúng tôi hy vọng là cái diện tích đất công nghiệp lớn như thế, nhưng nếu mình có chủ trương đúng thì mình vẫn tạo ra được một cái khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị xanh, sạch, đẹp và nó đáp ứng cái nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. Thái Bình sẽ vận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội cũng như là phát triển khu kinh tế Thái Bình trong thời gian tới? Hiện nay thì cái lợi thế lớn nhất của Thái Bình của chúng tôi thì có thể nói rằng là trước hết là cái nguồn nhân lực. Đấy, nguồn nhân lực thì Thái Bình có hơn 1.800.000 dân. Đấy thì cái nguồn nhân lực để làm thế nào đấy để mà có thể trở thành một cái động lực cho cái sự phát triển của tỉnh Thái Bình, để mà khi chúng ta đưa các nhà đầu tư vào thì chúng ta phải có nguồn nhân lực đáp ứng được. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải chuyển đổi cái việc làm cho bà con nông dân bị mất đất. Đấy, thì như vậy là chúng tôi cho rằng là cái việc chuyển đổi cái lao động nông nghiệp và đào tạo cái nguồn nhân lực chất lượng cao, đấy, thì sẽ là một cái lợi thế lớn của tỉnh Thái Bình trong cái việc cạnh tranh này. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang mở rộng cái khu kinh tế, khu công nghiệp trong cái bối cảnh khi mà cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu đang diễn ra. Thì rõ ràng là với cái ưu đãi của khu kinh tế thì chúng tôi cũng sẽ thu hút được các cái nhà doanh nghiệp nước ngoài. Hiện nay là đang tìm cái hướng chuyển dịch cái sản xuất xuống các cái khu vực mà chưa bị cạnh tranh như thế này. Thì chúng tôi cũng đang cố gắng là làm theo để có cái chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của chính phủ, ưu đãi cho các nhà đầu tư. Cái việc thứ ba là chúng tôi tập trung cho cái cải cách hành chính theo cái phương án 5 tại chỗ như chúng tôi ở đây. Đấy là 100% các thủ tục là sẽ đưa ra trung tâm phục vụ chính công dành cho các tổ chức và người dân. Đấy, thì cái này nó sẽ quyết định đến cái việc là giảm bớt cái phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Thế và một cái việc nữa là chúng tôi sẽ phải nỗ lực trong cái việc làm thế nào đấy để mà tạo ra được cái mặt bằng sạch cho doanh nghiệp. Thì đấy là những cái mà chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ làm được, và chúng tôi sẽ cố gắng để làm sao mà tạo được cái môi trường thông thoáng, thu hút được các nhà đầu tư vào khu kinh tế của chúng tôi. Ông có thông điệp gì muốn gửi tới các nhà đầu tư mà muốn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh Thái Bình trong năm 2020 này? Chúng tôi muốn nói với các nhà đầu tư là tỉnh Thái Bình của chúng tôi hiện nay thì đang là một cái nơi mà tôi nghĩ có nhiều lợi thế trong cái thu hút đầu tư kinh doanh. Chúng tôi có cái khu kinh tế mà được hưởng các cái ưu đãi theo quy định của chính phủ. Thứ hai nữa là chúng tôi cũng mới bắt đầu bước vào quy hoạch để mà xác định các cái khu chức năng để đầu tư. Thì như vậy là rõ ràng là các nhà đầu tư có nhiều cái lợi thế trong cái việc lựa chọn các cái địa điểm cũng như là các cái loại hình kinh doanh ở đây. Đấy, và hiện nay chúng tôi đang nỗ lực thực hiện cái cải cách hành chính, và chúng tôi tin là cái cải cách hành chính này nó sẽ giảm rất nhiều phiền hà cho các doanh nghiệp. Do vậy mà chúng tôi hy vọng là các doanh nghiệp hãy tin tưởng vào cái chính sách của chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để mà có thể là giải quyết nhanh nhất những nhu cầu của nhà đầu tư, đồng thời là sẽ tháo gỡ khó khăn khi mà nhà đầu tư về Thái Bình. Thế và chắc chắn là với cái thông điệp như vậy thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi sẽ được đón rất nhiều nhà đầu tư đến tỉnh Thái Bình trong năm 2020 và những năm tới. Rất cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia trả lời phỏng vấn. The Thái Bình Economic Zone is ready to welcome a new wave of investment in the near future to turn its existing potential into reality. Local leaders believe that the Thái Bình Economic Zone will be a popular destination for investors and businesses to gain new achievement for 2020 and the following years. And that also wrap up the first episode of BizLine for the Lunar New Year. In the meantime, you can log on to our official website at vtv4.vtv.vn or visit our YouTube channel at vtv4go. From our team here from VTV International, we wish you and your loved one a very happy and prosperous new year. Goodbye for now, and thanks for tuning in.